Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 8 tháng 4 nha. Sáng nay thì em quay lên cho anh em xem một top gà Asia Puppy 1 tháng nha. Hiện tại trên đây là 7 con Asia Puppy 1 tháng, 3 con giáp bơ trà 1 tháng luôn nha. Tất cả là 10 con. Anh em nào mà có bắt hết nguyên bầy này thì em tính giá là 9 con thôi nha. 9327 đó, 300.000 con nha. Tặng cho anh em một con, bao cái ship luôn. Chặng của những con này thì gần 3 kg nha anh em, gần 3 kg hết gà trống. Gà mái thì tầm 1,8 tới 2 kg. Hiện tại em đang cho anh thức ăn ha. Anh em cứ cho ăn như vậy thôi, quay lại như vậy thôi là con gà nó phát triển rất là tốt ha. Dài, to, đều. Cái con này là nó đều nhau hết luôn nha anh em. Anh em nào ở thành phố anh em cũng quay lại cái chuồng nhỏ nhỏ như vậy thôi, anh em nuôi cũng được rồi ha. Tầm 2 tháng, tầm thêm 1 tháng nữa, 2 tháng là bắt đầu anh em cho vô cái chuồng lớn chút là ok. Gà rất là mạnh đều ha, trong máy có đủ hết. Rồi anh em nào có mến thì alo em ha, cái điện thoại của em là 0379486114 nha. Chào anh em.